tính, an toàn và mang lại hiệu quả cao trong đông y rất phong phú. Trong đó phải kể đến vị thuốc cảo bạc hay còn được gọi là cảo bổ, là một cây thuốc quý trong nền y học cổ truyền Việt Nam. Cảo bạc không chỉ có tác dụng chữa trị bệnh đau đầu mà còn trị chứng cảm phong hàn và nhiều bệnh lý khác. Vào các tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, đào cả cây chỉ lấy rễ và thân rễ, rửa sạch đất cát, cắt bỏ phần trên mặt đất và sau đó phơi khô để sử dụng. Vị thuốc này có tác dụng giảm đau, kháng viêm, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như cảm mạo, đau đầu, đau dạ dày, đau bụng, đau nhức xương khớp do phong tê thấp gây ra. Phù hợp cho người cao tuổi, người lao động nặng thường xuyên bị đau nhức đầu gối, tê bại lưng, hỗ trợ bệnh đau đầu, chốc lở da đầu ở trẻ. Liều dùng thích hợp từ 3 đến 6 gram dưới dạng thuốc sắc uống hàng ngày. Đối với trẻ em ghẻ lở, chốc đầu, dùng loại cây này nấu nước để tắm và giặt quần áo. Đối với người đầu có nhiều gàu, kết hợp cảo bạc với bạch trị, tán nhỏ, sau đó trà sát trực tiếp lên da đầu, sáng hôm sau gội lại. Bài thuốc trị đau đầu: cảo bạc, độc hoạt, phòng phong, mạng kinh tử mỗi thứ 12g, cương hoạt 8g, xuyên khung 6g, cam thảo 6g, các vị thuốc rửa sạch, phang sắc nước uống hàng ngày. Giảm đau khớp do phong thấp: cảo bạc, bạch trị, phòng phong mỗi thứ 12g, cam thảo 6g, mang sắc với 1 lít nước uống hàng ngày. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của cảo bạc và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cảo bạc tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được